Chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 368.000. Tóc cần có Dotsy nha các bạn. Dành chương trình góp này từ trang CoinMarketCap, dành sự kiện này dành cho 1.000 người may mắn nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap đi nhé. Sau khi các bạn đã có tài khoản trên CoinMarketCap xong thì các bạn click phần link mô tả lên sự kiện thứ hai của mình, các bạn login vào, bạn nhấp vào qua cho các bạn cùng nè. Thì các bạn login vào sự kiện các bạn. Sau khi login vào sự kiện xong thì các bạn bắt up lên nè. Đây mình bắt up lên các bạn. Rồi, thì các bạn lướt xuống các bạn. Sau khi bắt up xong thì các bạn bấm vào join airdrop nè. Rồi các bạn bấm vào add to wallet. Rồi các bạn chờ nó ấy chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục thì nhiệm vụ các bạn join vào kênh Telegram và follow hai kênh Telegram, Twitter của nó các bạn. Trên Telegram nó thì các bạn bấm join vào các bạn. Chương trình này góp này còn có 4 ngày nữa kết thúc, các bạn cố gắng tranh thủ làm nha các bạn. Rồi sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bắt đáp lại link phong hồi nãy nha các bạn. Rồi các bạn follow hai kênh Twitter nữa nha các bạn. Rồi trên CoinMarketCap mình đã follow rồi bạn. Tiếp tục các bạn retweet post và tan 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Trên Twitter của dự án này các bạn like nè các bạn trích dẫn với tweet nha các bạn. Khoan để mình coi lại của nó hashtag nha các bạn copy hashtag này giúp mình các bạn. Hashtag nguyên hashtag này nè. Rồi các bạn like và trích dẫn với tweet tan 3 người bạn vào nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Sorry các bạn, để mình xóa bớt các bạn. Không tắt trên được các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Vì tờ Twitter mới nên mình cũng hơi khó tìm bạn quá. Hiếu cùng hiếu. Rồi nha bạn, các bạn tăng 3 người bạn của mình vào và hashtag các bạn bấm tweet lại nè. Các bạn lưu ý, các bạn nhớ tăng 3 người bạn được nha bạn. Rồi các bạn bắt up lại cái link phong hồi nãy nè. Rồi tiếp tục thì dòng đầu tiên thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ bên bị sợ mất xe nó mất cái gì, cái máy này nó hơi lót chậm chút xíu các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ sợ mất xe mình nè, bet 20 của mình nè. Rồi các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè, các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lời username tại Twitter của tất cả các bạn, thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào bao vô gạch bên cùng nè các bạn, thì các bạn sẽ thấy được username của mình nằm chỗ này nè các bạn. @MMO Ngọc Anh nè các bạn. @MMO gạch Ngọc Anh. Vì tờ Twitter mới của mình mới tạo nên mình không có nhớ các bạn. @MMO nè các bạn, gạch Ngọc Anh. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã join vào nha các bạn. @anh1133 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên cái link retweet thì các bạn mở tại Twitter mình gửi lại nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào 3 giờ bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Rồi các bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa cái thông tin mình có chính xác hết không chưa các bạn. Nếu thông tin của bạn chính xác hết xong thì bạn bấm mở ra nè. Mở ra nè. Đồng ý đó. Rồi bạn bấm vào join này drop nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 368.000 tóc càng Dotsy đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.